Đậu Sơn. Lòng hoa đứng chân lên. Cao lên. Bình minh. Bình minh. Phản công. Đầu. Dư. Đại ca nhẹ nhàng tầm cỏ của Quốc Dư cũng sẽ rất khéo các bạn ơi. Nhưng về đại Quốc Minh. Đặng theo. Đại ca bóng chạm vào dáng rất đất của Đăng Bé. Đội điểm 3, 4. 8, 4. Và. Đúng một tích. Bỏ qua tài này luôn á. Đẹp phát quá điểm của Liên Quốc. Đổi đi. 8. 2 bách thân nha. Chẳng rồi. Cậu quá tới cho cậu sống. Cảm ra được cho Quốc Dư. Chết ta. Đăng Béo. Đại ca, bảy tay tới của Đăng Béo. Đổi điểm. Chết 12. Sân nay nhìn anh dương dương bình thường đó. Đi chúng ta ra dọc đường đó, coi mình có xử lý được không, xử lý được thì mai mai lòng. Để đi nha. Dạ. Rồi. Đăng Béo. Đội ca bật bóng chạm với dáng cái này của Đăng Béo. Quá đẹp luôn. Đổi điểm. 5, 4. Đăng Béo. Quả. Thầy tay quá khéo của Đăng Béo như Đăng Béo còn. Hay quá. Còn cho Đăng Béo. Quốc Dư phản công. Trên phần cơ chi mô. Đội điểm 18. Quốc Dư. Trên cần các bạn ơi. Chắc chắn là đang béo. 5. Cầm thủ đó. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Vẫn còn. Lý Quốc. Vẫn còn. Vẫn còn. Rồi.
cơ hội phản công cho Hoàng Minh Quốc Huy đánh méo. Bình thường tốt lên tài xuống. Đấy, đánh vô lưới. Ở điểm, đây, đây. Đấy, 12 không? Đây, đánh chạm vô gắn, đây là ngoài. Điểm 2-1. Cho team của Quốc Dư. Lâm trong bàn. Đây là bóng tốt của Bình Minh. Đổi điểm 2-2. Đó là một pha cú đá rất đẹp của Trần Duyên. Để điểm 3-2. Quay mà ấp liền mà. Để điểm 3-2. Vậy thì em bỏ không? Cái gì vậy? Mình đá. Để điểm 4-3. Anh mà chia sẻ về cả đang là lượt xem đông và lại lượt đăng ký lại làm chuẩn bàn tiền phải coi điểm số là 5-3 rồi các bạn ơi. Đây là xét chung kết 12 điểm. Có lẽ là 6 điểm đủ xong. Quay nắng từ từ quay nhau. Điểm 4-5. Đổi điểm 6-4. Mời hai đội đổi xem. Đội của Long Vĩnh Bàn đã thắng được trò sẽ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giữa đây. Điểm 6-7. Xếp thứ 3 này thi đấu 12 điểm nha các bạn. 6-7. Bài viên sau các tính báo của làm trận này. Bỏ điểm 8-6. Ném gạch xuống sân của Lâm cho bạn. Điểm 10-11. Đang được trong người. Rất hấp dẫn mọi người ơi.
một điểm nữa thôi, 2-12 trước thắng. Và bóng cuối cùng điểm số 12. Mọi người đang nín thở chờ anh bàn bóng. Đang mèo. Chúc mừng team Đăng Máu. Đủ, mình thua đủ anh đâu.